Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá tối ngày 1 tháng 10 của Ghiền Bóng Đá TV. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Ronaldo và Messi vẫn là những vị vua tại Champions League. Tevez đã phải chấn an Ronaldo. Bruno vẫn là người đá pen. Van de Beek quyết định rời Man United. Suarez phiền Xavi từ chối Barca. Đối giờ thi đấu đội tuyển Trung Quốc gặp Việt Nam. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, các bạn hãy dành ra một giây đăng ký kênh để được nhận những tin tức bóng đá mới nhất nhé. Hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Messi thống trị giải Champions League suốt nhiều năm. Và nay, ở độ tuổi sắp giải nghệ, vừa gia nhập câu lạc bộ mới, nhưng không thể chối cãi khi họ vẫn tiếp tục là những vị vua ở mùa giải đang diễn ra. Ở lượt đấu thứ 2 Champions League giữa tuần này, Messi ghi siêu phẩm cho PSG, thắng Man City 2-0. Với pha lập công được UEFA bình chọn là bàn thắng đẹp nhất lượt đấu. Trong khi đó, Ronaldo cũng thể hiện được sự nhạy bén săn bàn của mình với bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU trước Villarreal phút 90+5. Với Messi, bàn thắng đầu tiên ghi cho PSG giúp siêu sao này phá vỡ sự u ám từ khi gia nhập đội bóng thành Paris. Với nhiều nhận định, danh thủ người Argentina vẫn chưa quen với cảm giác chia tay câu lạc bộ Barcelona sau hơn 20 năm gắn bó. Tuy nhiên, với siêu phẩm ghi sau pha phối hợp tuyệt đẹp với Mbappe và một pha bứt tốc thần sầu cùng với cú dứt điểm hiểm hóc đã giúp Messi dần thoát cảm giác không vui, đến nay chính thức đến với một trường mới trong sự nghiệp. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cho thấy mình vẫn là hung thần với các câu lạc bộ tại La Liga sau bàn thắng ghi vào lưới Villarreal. Đây là đối thủ thứ 37 là nạn nhân của chân sút này, vượt qua kỷ lục của Messi từng ghi bàn vào lưới của 36 của đội bóng khác nhau. Cristiano Ronaldo từ khi trở về Man United cũng đang giữ khả năng ghi bàn đều đặn. Đến nay trong 5 trận đấu, 5 bàn mọi mặt trận. Trong khi Messi có vẻ chậm hơn, phải đến trận đấu thứ 4 mới ghi bàn đầu tiên cho PSG. Và sự hưng phấn đang trở lại, siêu sao này được dự báo sẽ còn khai hỏa nhiều hơn nữa vì có sự giúp sức của hai ngôi sao hàng đầu là Mbappe và Neymar. Hiện Cristiano Ronaldo và Messi vẫn tiếp tục thống trị danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League, lần lượt 136 bàn, 178 trận và 121 bàn sau 151 trận. Phía sau, hai cầu thủ còn thi đấu và cạnh tranh, Robert Lewandowski của Bayern Munich mới ghi 77 bàn sau 98 trận và Karim Benzema của Real Madrid ghi 72 bàn sau 132 trận. Hậu vệ trái của MU Alex Telles chia sẻ rằng Cristiano Ronaldo cảm thấy khó chịu vì không được đồng đội chuyền bóng ở trận gặp Villarreal. Trên thực tế, cao thủ Villarreal đã làm rất tốt nhiệm vụ cô lập Ronaldo, khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể ghi bàn ở 90 phút chính thức. Tuy nhiên đến phút bù giờ thứ 5, Ronaldo đã lập công để mang về thắng lợi cho Man United. Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu cùng với Ronaldo. Ở ngoài sân cỏ, chúng tôi có mối quan hệ khá gần gũi bởi cả hai cùng nói tiếng Bồ Đào Nha. 5 phút trước khi Ronaldo ghi bàn, anh ta cảm thấy khó chịu vì chúng tôi không chuyền bóng cho anh ta. Tôi đã trấn an Ronaldo và nói rằng: "Anh cứ tập trung và chờ đợi, chúng tôi chắc chắn sẽ chuyền bóng đến chỗ của anh." Và sau khi tôi rời sân, Ronaldo cũng đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Chúng tôi biết rõ tài năng của Ronaldo bởi chúng tôi đã xem anh ta thi đấu hàng ngày. Vì thế, chỉ cần đưa quả bóng vào vòng cấm là Ronaldo có thể mang về chiến thắng cho đội bóng. Điều này như một giấc mơ vậy, Telles trả lời. Truyền thông Anh đưa tin, ngay sau trận đấu giữa MU và Villarreal, Donny van de Beek đã gặp ban lãnh đạo MU và đề đạt nguyện vọng ra đi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2022 để được ra sân thi đấu nhiều hơn. Kể từ khi gia nhập Manchester United từ Ajax với mức phí 35 triệu euro hồi hè 2020, tiền vệ người Hà Lan chật vật trong việc tìm cách cạnh tranh suất đá chính. Mùa giải 2021-2022, anh mới ra sân được 3 lần, bao gồm 6 phút ở ngoại hạng Anh. Trong đó, ở phút 85 trận đấu giữa Man United và Villarreal, ông kính máy quay vô tình ghi lại được khoảnh khắc Van de Beek tỏ ra cực kỳ tức giận khi không được huấn luyện viên Solskjaer tung vào sân. Thay vào đó, huấn luyện viên người Na Uy tin dùng Fred và Jesse Lingard. Dù được cả Eric Bailly cũng Dean Henderson an ủi, Van de Beek vẫn gây sốc bằng hành động ném bát kẹo cao su đang nhai dở từ khán đài xuống đất. Tiền vệ Bruno Fernandes cho biết anh vẫn là người được giao nhiệm vụ đá 11m ở trận gặp Villarreal. Tuy nhiên, MU không được hưởng quả phạt đền nào ở trận đấu giữa tuần. Tôi được giao nhiệm vụ đá 11m ở trận gặp Villarreal, nhưng chúng tôi không được hưởng quả penalty nào. Trước mỗi trận đấu, huấn luyện viên sẽ là người quyết định ai đá 11m.
Bruno chia sẻ sau trận thắng của Man United trước Villarreal tại Champions League. Trước đó, Bruno đã đá hỏng quả 11m ở phút 90+3 trong trận thua 0-1 của MU trước Aston Villa tại Premier League mùa này. Nhiều cổ động viên MU đã hy vọng Ronaldo được giao nhiệm vụ đá 11m, nhưng huấn luyện viên Solskjaer vẫn đặt niềm tin ở Bruno. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã công bố danh sách đội tuyển Anh tham dự loạt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10. Đáng chú ý, thay vì triệu tập Bellingham hay Greenwood, nhà cầm quân 51 tuổi này lại chọn Sancho, cầu thủ đang gây thất vọng trong mùa Man United. Lý giải về quyết định này, Southgate cho biết: "Cậu ấy xứng đáng góp mặt sau những màn trình diễn ở vài tuần qua. Có lẽ là không. Chúng tôi đã đầu tư vào Jadon Sancho trong một khoảng thời gian. Chúng tôi tin rằng cậu ấy có thể đạt tới đẳng cấp cao. Tôi muốn có thời gian để trò chuyện với cậu ấy và giúp đỡ ít nhiều sau những gì xảy ra tại Man United." Nói về trường hợp của Greenwood, Southgate khẳng định thời của cầu thủ 20 tuổi này sẽ tới sớm. Ông không muốn thúc ép Greenwood phát triển quá nhanh và thừa nhận việc chọn ngôi sao trẻ của Man United cho các trận đấu tại Nations League vào tháng 9 năm ngoái là sai lầm. Barca hiện đã nhắm hai ứng cử viên thay thế cho Koeman là Xavi Hernandez và Roberto Martinez. Trong khi đó, Xavi có khả năng nhận việc ngay tức khắc. Chưa kể, ngôi sao một thời của sân Camp Nou đã không ít lần bày tỏ tham vọng trở lại Barca trên cương vị huấn luyện viên. Chưa rõ ý định của Xavi ra sao, chỉ biết rằng anh đã được Luis Suarez khuyên từ chối Barca. Trong bài phỏng vấn trên The Sport, tiền đạo người Uruguay cho rằng ở Barca đang có một cuộc chiến làm tổn thương cầu thủ. Cá nhân tôi khuyên Xavi nên chờ đợi, đây không phải là thời điểm thích hợp để anh ấy trở lại. Nếu là người thông minh, anh ấy cần phải chờ đợi, Luis Suarez chia sẻ trên Sport. Pele đã phải thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ruột hôm 4 tháng 9. Sau gần một tháng, vua bóng đá đã bước vào quá trình hồi phục sau phẫu thuật và liên tục trải qua các bài kiểm tra định kỳ trước khi được xuất viện vào rạng sáng nay, theo giờ địa phương. Dù được xuất viện nhưng Pele vẫn thực hiện hóa trị tại nhà. Trong thời gian qua, Pele đã được điều trị tại phòng đặc biệt của bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil. Dù sức khỏe chưa phục hồi được, nhưng huyền thoại của bóng đá Brazil vẫn thường xuyên chấn an người hâm mộ bằng cách xuất hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội. Do ảnh hưởng của tuổi già, Pele đã gặp một loạt các vấn đề về sức khỏe trong suốt một thập kỷ qua, đặc biệt là ở phần hông khiến ông không thể đi lại bình thường. Vua bóng đá sẽ đón sinh nhật tuổi 81 tại nhà vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Hợp đồng giữa luyện viên Park Hang-seo và VFF đã được gia hạn đến năm 2022. Đây là quyết định dựa trên sự đồng ý của những thỏa thuận giữa vị chiến lược gia người Hàn và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Phần lớn các điều khoản trong bản hợp đồng của VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ được giữ nguyên như cũ. Tuy vậy, sẽ có thêm một vài thỏa thuận mới trong bản hợp đồng này khi được gia hạn. Như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thể yên tâm cho công việc tại đội tuyển Việt Nam cho đến hết năm 2022. Quãng thời gian này có các sân chơi quan trọng như AFF Cup, SEA Games 31, vòng loại cuối cùng World Cup và vòng loại U23 châu Á. Bên cạnh đó, việc huấn luyện viên Park gia hạn hợp đồng với VFF đã chứng minh rằng những luồng thông tin ông sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam là không chính xác. Chưa hết, đây cũng là lời khẳng định cho tình yêu của ông đối với bóng đá và con người Việt Nam. Ban đầu, AFC chốt giờ thi đấu trận đấu này là 19 giờ giờ địa phương, tức 22 giờ theo giờ Việt Nam ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, hôm 20 tháng 9 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã gửi lời đề nghị lên AFC, yêu cầu đổi thời điểm tổ chức trận đấu. Lý do mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đưa ra là thời tiết tại UAE nóng, khô, nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 40 độ C. Chính vì vậy, việc thi đấu vào lúc 21 giờ giờ địa phương sẽ đảm bảo được thể lực cho cầu thủ hai đội. AFC đã thông qua đề xuất của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Vì vậy, trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam được tổ chức trên sân vận động Shaya ở UAE, khi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mượn địa điểm này làm sân nhà thi đấu ở trận đấu này. Sau khoảng 7 giờ bay, sáng ngày 1 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại UAE. Di chuyển về khách sạn và nghỉ ngơi xong, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân mà ban tổ chức địa phương bố trí. Tin bóng đá tối ngày 1 tháng 10 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.